Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc 0938926425, tên là Thắng, thì sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về mua bán xe qua sử dụng cũng như là góp ngân hàng nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe Innova Venturer, một xe 8 chỗ đời 2018 nha các bạn. Xe này chạy được 100.000 km rồi, vừa được công ty mình thu về từ anh chị ở bên quận 3 nha các bạn. Anh chị bán xe lại xe để mà đổi sang mẫu Fortuner Legender, nằm trong chương trình trao đổi xe cũ lấy xe mới, thì bên mình đã thu lại cái xe này của anh chị. Mình xin nhắc lại nha, đây là Innova Venturer đời 2018, màu đỏ, chạy được 100.000 rồi, mang biển số thành phố luôn nha các bạn. Hiện tại thì công ty mình đang chào bán cái xe này với mức giá chỉ 715 triệu thôi, rất tiết kiệm rất là nhiều so với việc chọn xe mới nha các bạn. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng mình đi cận cảnh cái xe này để xem cái tình trạng cái xe này như thế nào nha. Rồi nếu các bạn nào chúng ta có nhu cầu yêu thích nó thì hãy gọi cho mình sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa. Vâng, mời các bạn xem trước đầu trước đây. Cái màn rơm này nó có hơi bị phai theo năm tháng này. Thì lúc trước cũng có trầy lại và cũng có tút tát lại cái phần này nè, nó trầy sơ nha các bạn. Phần lại đằng trước thì cũng có trầy sơ rồi. Rồi tình trạng lớp này. Lớp này thì mình nghĩ khoảng chạy khoảng độ thêm 20.000 nữa các bạn mới có thay nha. Các bạn đi xem sơ qua về đằng trước. Mình sẽ quay chậm chậm từ từ để cho các bạn thấy kỹ rõ về cái xe. Tại vì có một số các bạn chúng ta đang ở xa thì không có thể đang tìm một chiếc xe cũ, không có thể đi liên tục được, tại vì rất tốn nhất thì thời gian, cho nên thông qua clip này các bạn có thể thấy rõ nhất về chi tiết nhất về xe. Nếu ưng thì các bạn hãy gọi cho mình và tiến hành xem xe nha các bạn. Lớp bên tài này giống như lớp bên kia luôn. Chỗ này thì cái bộ body kit này thì hơi chạy xíu nè. Mọi người thấy. Về cái xe này thì hiện tại thì mới về, chưa dọn dẹp, chưa tút tát gì hết trơn nha các bạn. Đây là hiện trạng cái xe đi thu về. Về xe qua sử dụng bên công ty mình thì đều cam kết là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước và không tua đồng hồ nha các bạn. Nguyên bản 100% luôn. Các bạn yên tâm. Về phía sau đây. Mẫu Venturer màu đỏ rất là thể thao luôn. Phía sau này. Chỗ này lúc trước cũng có trầy nè và dặm tút lại nè, các bạn có thể thấy màu sơn nó có thay đổi nè so với trên này, thấy chưa. Đó, mình cũng xin tư vấn cụ thể luôn. Bạn xem qua bên phải nha, đi một vòng xe trước xong rồi mình sẽ quay bên trong để cho các bạn thấy rõ nhất về xe. Vâng, và xin mời các bạn chúng ta đi vô trong xe để xem cái nội thất như thế nào. Xe này thì đã được chủ trang bị lên là dán phim, che mưa, chén cửa, ghế da luôn nha các bạn. Trải sàn, tay nắm cửa nè, bọc da lại luôn rồi. Rồi các bạn xem cái đồng hồ nha. 100.611 km. Venturer thì nếu các bạn chúng ta yêu thích Innova thì mình cũng không cần phải nói quá nhiều về cái chất lượng của cái dòng Innova Venturer này nha các bạn. Thì hiện tại là Innova Venturer vẫn được lòng rất là nhiều khách hàng về cái độ tiện dụng này, độ thoải mái này, rồi tiết kiệm nhiên liệu, độ bền này. Và với cùng một cái giá thành để sử dụng một chiếc xe thì Venturer Innova vẫn là một cái lựa chọn mà tương đối về mang tính kinh tế nhất luôn nha các bạn.
điều hòa tự động đầu DVD, số tự động 6 cấp nha các bạn. Các bạn xem ra phía sau nha. Chủ đã bọc lại ghế da rồi, màu các em nhìn rất là sang trọng và sạch sẽ. Trần xe nhìn còn rất là sạch sẽ nè, còn chuyện nỉ nhưng mà do người ta dùng kỹ cho nên còn rất là mới nha các bạn. Có một số trường hợp trần nỉ này rất là dễ dơ, nói chung là xài không kỹ thì nhìn cái xe nó xấu lắm nha các bạn. Đó là tùy thuộc vào người dùng thôi. Mình sẽ mở cốp để cho các bạn xem. Bạn xem phía sau chứ nha. Chạy sàn Simili rất là rộng rãi luôn. Dựng hàng ghế thứ ba lên thì có thể chở luôn một chiếc xe đạp bộ bằng ghế để mà đi dã ngoại luôn nha các bạn. Chúng ta kiểm tra túi đồ nghề con đỏ coi còn nha. Còn nguyên luôn nha các bạn. Nguyên bản luôn. Túi đồ nghề con đỏ còn nguyên luôn. Còn như chủ không dùng luôn nha các bạn. Kiểm tra dấu ốc cốp nè. Chưa một lần tháo luôn nha các bạn. Chưa có dấu tháo luôn. Chưa từng sơn cốp lại nha các bạn. Mời các bạn chúng ta xem về cái động cơ nha. Động cơ chưa từng tháo ra và cam kết gạt không ngập nước nha các bạn. Bạn nhận thấy dấu nè. Cabo là sùng chỉ còn nguyên luôn. Chưa một lần tháo ra sơn luôn. Riêng sơn khe. Dấu màu ốc còn nguyên luôn nha các bạn. Quang bờ một vài hình ảnh chi tiết nhất về xe thôi. Còn nếu như các bạn như muốn được thấy một chiếc xe cụ thể và rõ nhất thì hãy liên hệ cho mình để mà xem xe nha. Thì mình xin nhắc lại, đây là Innova Venturer đời 2018, chạy được 100.000 km rồi, đang được công ty chào bán với mức giá là 715 triệu, màu đỏ nha các bạn. Nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến mẫu xe này, muốn được tư vấn cụ thể hơn về chi phí lăn bánh cũng như hỗ trợ góp ngân hàng thì hãy gọi cho mình qua số điện thoại 0938 926 425 nha. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ các bạn mọi thắc mắc luôn nha các bạn. Vâng, và xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip review xe lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.